Sinh nhật con trai Chi Bảo vợ chồng Bảo Thi tình tử hai quỷ tử hào môn chiếm tròn spotlight. Con trai Chi Bảo được bố mẹ tổ chức sinh nhật chuẩn nhóc tì nhà giàu. Từ sau khi thông báo giải nghề để tập trung cho gia đình nhỏ, Chi Bảo và vợ kém 16 tuổi có cuộc sống hôn nhân viên mãn hạnh phúc. Cặp đôi chào đón nhóc tì đầu lòng hồi đầu năm 2022, bé giác khang như bản sao của bố mẹ. Mới đây, vợ chồng năm diễn viên đã cùng nhau tổ chức sinh nhật hoành tráng cho bé Gia Khang tại một khu resort sang trọng ở Nha Trang. Buổi mừng tuổi của nhóc ty Hào Môn có nhiều sóc Việt đến gặp vui, trong số đó nổi bật nhất là vợ chồng Bảo Thi, vợ chồng Bình Minh, diễn viên Kim Thư, đặc biệt công chúa Bóng Bóng và đại gia Phan Lĩnh hiếm hoi, lộ diện và có những cử chỉ tinh tứ khiến dân tình rần rần. Đáng chú ý nhất phải kể đến khung ảnh hai quỷ tử Hào Môn của nhà Bảo Thi và Phát Lĩnh xuất hiện cùng nhau. Hai mẹ được bố mẹ cho diễn đôi giống nhau, diễn màu bảnh bao cực đáng yêu. Hai gia đình Bảo Thi và Chi Bảo hồi ngô thân thiết. Hai gia đình bìm sửa là những người bản thân thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các buổi dạ tiệc. Mẹ bìm bảo thi diện cả cây đồ hiệu, quý từ lộ rõ mặt khi dự tiệc cùng mẹ. Khung ảnh hai cậu con trai nhà giàu xuất hiện cùng nhau gây sốt. Diễn viên Kim Thư cũng góp mặt mừng tuổi mới của bé Giác Khang, gia đình siêu mẫu Bình Minh. Bốn mẹ bìm bảo thi, Thùy Trang, vợ Bình Minh, Kim Thư, đọt sắc, bất phân thắng bài. <laughs>